Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt Kèm của mình. Thì trong video các bạn, mình sẽ cung cấp cho các bạn một số thông tin rất hay từ B-Network các bạn nha. Đây là các bạn. Đầu tiên chính là thông tin về vàng bi các bạn. Nhận vàng hoặc kim loại có giá trị với số bi. Đó, tuyệt vời cho các bạn. Đây, mục đích của tôi là chúng ta tạo ra một hệ thống nơi chúng ta có thể mua vàng hoặc kim loại bằng số bi. Và có số vàng đó cũng như những thứ đó được chứng nhận, sau đó gửi qua các đại lý vàng số bi. Chúng ta có thể tạo tài khoản để giữ vàng cho mọi người giống như một hộp ký gửi an toàn, nhưng được thực hiện thông qua chuỗi khối phi tập trung nếu họ không muốn nó trên người và hoặc gửi cho họ theo các quy định và thuế của nhà nước. Do đó đan xen hoặc hỗ trợ số bi với vàng và hoặc kim loại có giá trị. Tuyệt vời cho các bạn. Vàng bi nha, cái này nó có trên Brainstorm các bạn nha. Chúng ta hãy xem một số thông tin đi rồi mình sẽ cùng nhau tìm hiểu thông qua Brainstorm nha. Đó, các bạn thấy tuyệt vời chưa? Get gold or valuable nè, metal would be nè. Đó, gold bi nha, gold bi, vàng bi ha. Rất tuyệt vời các bạn. Động não, dầu mỏ và khí tự nhiên, các nhà cung cấp thiết bị dầu khí và dịch vụ mua sắm. Một, kinh doanh giàn khoan đất liền, giàn khoan biển. Hai, cho thuê giàn khoan đất liền, giàn khoan biển. Ba, bán và cho thuê tàu biển. Bốn, kinh doanh mũi khoan. Năm, bán BOB. Nhìn chung tất cả các dịch vụ dầu khí liên quan đến. Đó, tuyệt vời chưa? Rồi bây giờ chúng ta xem thông tin nè. Tin vui Hackathon 2023. Một, sàn giao dịch vàng dùng bi để mua vàng. Hai, sàn giao dịch ô tô để ai mở bi là có ô tô. Số 3, giàn giao dịch dầu khí và thiết bị giàn khoan, thuê mua giàn khoan, mua dầu khí bằng bi. Đó, thì bây giờ đó là các thông tin. Bây giờ chúng ta hãy đi vào Brainstorm ở trên Bi Browser chúng ta kiểm tra các bạn nha. Rồi các bạn hãy bật Bi Browser lên đi các bạn. Chúng ta còn cùng nhau tìm hiểu các thông tin này nhé. Để cho các bạn biết là rất là nhiều những cái hệ sinh thái khác nhau và rất là rộng rãi mà đã tham gia vào hệ sinh thái của Bi. Cho nên là Bi sẽ rất là khủng khiếp trong năm nay và sẽ từ đây trở về sau. Rồi các bạn hãy bấm vào cái chữ Brainstorm đi các bạn. Để chúng ta đi vào các ứng dụng của nó nha. Rồi sau đây cái đó các bạn bấm OK giúp mình. Hoặc là đông sao again cũng được ha. Rồi các bạn sọt chữ GoBi đi. GoBi các bạn nha. Để xem. GoBi. Rồi các bạn thấy không? Đây. Các bạn thấy chính xác chưa? GoBi nè. Vàng bi nè. Richmore nè. Các bạn có thể đọc ha. Đây là cái phần mà tiếng Việt mình đã dịch cho các bạn hồi nãy đấy. Rồi. Rất là tuyệt vời đúng không các bạn? Thì đương nhiên cái này nó mới tham gia vào các bạn nha. Nó mới tham gia vào thôi thì tương lai nó sẽ phát triển mạnh hơn nữa. Và nó sẽ có nhiều những cái dịch vụ của nó hơn nữa. Bây giờ thì trước mắt thì nó chỉ có tham gia thôi, mới tham gia ha. Rồi hôm trước thì mình đã cho các bạn xem cái gì các bạn? Đến chính là gara. Showroom ô tô đúng không? Showroom ô tô ha. Showroom car ha. Rất là khủng khiếp các bạn. Showroom. Nói chung là search chữ car đây các bạn. Nói chung là cái video về car này mình có làm hướng làm cái video cho các bạn xem rồi. Có thể là mình hiện bây giờ sợ đã quên cái tên nữa các bạn. Nhưng mà đã có ha. Khabi thì phải. Nói chung là nó có cái dịch vụ đó. Rồi mình sợ lại các bạn nha. Bi showroom kha các bạn. Bi sao. À room ha. Bi showroom á. Đó, Bi showroom car này các bạn, nó mình nãy mình đánh sai chữ thôi. Đó các bạn thấy tuyệt vời chưa? Đây chính là cái showroom về ô tô ha, đã được tham gia vào hệ sinh thái Bi nha. Rồi tiếp theo.
Ngoài ra thì có về dầu mỏ ha, bán vàng khoan và cho thuê vàng khoan các bạn, rất là khủng khiếp. Rồi thì mình hy vọng là vài ngày hôm nữa thì sẽ có rất là nhiều những cái dịch vụ, những cái ngành nghề khác nhau hay hơn nữa, mạnh hơn nữa tham gia vào trong cái hệ sinh thái Bi này, và không cần và ngay cả về lĩnh vực vũ trụ nữa các bạn. Mình hy vọng là như vậy, sẽ tham gia vào lĩnh vực Bi thì các bạn biết Bi sẽ rất là giá trị như thế nào rồi. Cho nên là các bạn đừng bỏ lỡ một cái giây phút nào mà các bạn đào Bi hết á ha. Nên cài và bật cái báo thức để báo cho các bạn biết khi mà nó ngừng đào ha, chúng ta bật tia sét mà đào. Còn bạn nào mà chưa đăng ký thì các bạn ngay lập tức đăng ký đi các bạn, bởi vì không có cái nào mà kiếm tiền dễ như là kiếm tiền Bi vậy ha. Cái kiếm nào cũng vất vả, chỉ có đào Bi là dễ nhất thôi. Rồi, và hãy nhớ bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube của mình, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả, để khi có những thông tin hot nhất, mới nhất mà mình làm video thì các bạn sẽ theo dõi được. Còn cái cách đăng ký thì ở trong mô tả video ha. Mã giới thiệu của mình vẫn là Picasso trên màn hình các bạn nha. Hãy ủng hộ mình cách sử dụng mã giới thiệu này. Rồi, xin chào và hẹn các bạn lại lần sau.